Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong 10 phút của bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tu bổ chống xuống cấp di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ năm 2023 đến nay, huyện Khoái Châu đã và đang triển khai nhiều dự án trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Theo đó, huyện Khoái Châu đã và đang triển khai hai dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia gồm đền Hàm Tử, xã Hàm Tử với kinh phí 10,6 tỷ đồng, di tích Văn Chỉ, Bình Dân, xã Tân Dân, kinh phí 19,9 tỷ đồng từ nguồn cấp trên hỗ trợ, đang triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường khuôn viên, di tích cây đa Sài Thị với tổng kinh phí dự kiến 32 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện trùng tu tôn tạo 7 di tích tại các địa phương với số tiền 6,9 tỷ đồng. Các công trình được tu bổ khang trang, song vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc, giá trị lịch sử đặc trưng của mỗi di tích, qua đó tạo không gian văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách về tham quan chiêm bái. Năm 2024, huyện Khoái Châu đón trên 150.000 lượt khách du lịch. Theo phản ánh của người dân thị trấn Lương Bằng, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tình trạng nước sông Cửu An chảy qua địa bàn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đoạn sông dài khoảng 5 km chảy qua các khu vực này có màu đen kịt, nổi váng, sủi bọt và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng sông Cửu An ô nhiễm diễn ra ngày càng trầm trọng. Cùng với sông Cửu An, hiện nay các sông trục trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh đều đang trong tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ. Nguyên nhân được xác định phần lớn là do nước thải từ các nhà máy xí nghiệp, trang trại chăn nuôi và nước thải sinh hoạt xả trực tiếp với lưu lượng lớn. Hôm qua ngày 18 tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa. Xe ô tô biển kiểm soát 14H03777 đang lưu thông trên đường DH64 thuộc địa bàn thôn 5 xã Hà Lễ, huyện Ân Thi thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến xe ô tô tải thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Tiếp đó đến khoảng 22 giờ cùng ngày tại trục đường DH376 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, một xe ô tô tải đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy. Rất may người dân đã kịp thời hỗ trợ lái xe dập tắt đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nhỏ về tài sản. Để ngăn ngừa tình trạng cháy nổ trên các phương tiện vận tải, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh khuyến cáo các chủ phương tiện không lắp đặt thêm thiết bị điện, phụ kiện không đúng thiết kế của nhà sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện khi lưu thông trên đường. Tiếp tục với phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng. Gắn với đó là việc giám sát, thanh kiểm tra với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành triển khai các nội dung như sau. Tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Sáng hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt sinh năm 1994, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày. Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Số ca nhập viện do khó thở, suy hô hấp, cảm cúm tăng từ 20 đến 30%, đa số là người già và trẻ nhỏ. Bác sĩ lý giải thời tiết nồm ẩm tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày nơi này khám từ 3.500 đến 4.000 trẻ. Tỷ lệ trẻ nhập viện cao, khoảng 60 đến 70 trẻ mỗi đêm. Nhiều em diễn biến nặng, đa số bệnh nhi mắc bệnh lý hô hấp do thay đổi thời tiết như cúm, virus hợp bào hô hấp, viêm phổi. Các bác sĩ cho biết, hình thái thời tiết nồm, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để virus vi khuẩn nấm mốc ký sinh trùng phát triển. Trường hợp bệnh nhân bệnh phổi mãn tính nên sức khỏe kém cộng với yếu tố môi trường làm tăng nguy cơ bội nhiễm cũng như kích thích các đợt bệnh cấp. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Trung Quốc vừa công bố một loạt báo cáo kinh tế cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các số liệu trong báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng của Trung Quốc, một chỉ số quan trọng, đã tăng 7% trong 2 tháng đầu năm nay. Trong cùng giai đoạn, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, chỉ số phản ánh sức mạnh tiêu dùng của cả nước, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan trên nhận định trong 2 tháng đầu năm, nền kinh tế nước này duy trì động lực phục hồi và có bước khởi đầu ổn định. Về thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức 5,3% trong 2 tháng đầu năm. Nhìn chung cũng ổn định trong giai đoạn này. Mới đây, Thủ tướng Thái Lan Thavisin cam kết sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại điểm nóng du lịch Chiang Mai, nơi có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới trong những ngày gần đây. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết ông đang làm việc với chính quyền tỉnh Chiang Mai để nghiên cứu tác động của khói mù xuyên quốc gia, đồng thời sẽ áp đặt các quy định đối với những trường hợp nông dân đốt gốc rạ và tìm ra giải pháp để cải thiện sinh kế của người dân. Chiang Mai là địa điểm nổi tiếng với du khách quốc tế. Tuy nhiên, thành phố này đang có chất lượng không khí đáng lo ngại. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Chiang Mai đều đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Nhằm thúc đẩy lĩnh vực vận tải mang tính bền vững tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, một nhà máy có trụ sở tại Dubai đang sản xuất dầu diesel sinh học thông qua việc tái chế dầu ăn đã qua sử dụng. Được thành lập vào năm 2010, nhà máy Luta Biofuel chuyên thu thập dầu ăn đã qua sử dụng và chuyển đổi thành dầu diesel sinh học cùng các sản phẩm khác để có thể cung cấp nguồn nhiên liệu thay thế cho giao thông vận tải nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng thay thế trong khu vực. Theo giám đốc điều hành của Luta Biofuel, nhà máy này đã sản xuất được hơn 700 tấn nhiên liệu sinh học trong năm 2023 thông qua việc thu gom 500.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng mỗi tháng. Nước Nga vừa tổ chức lễ hội tiễn mùa đông với mong muốn tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân mới tràn đầy sức sống. Đây là một trong những lễ hội vui vẻ và sôi động nhất ở Nga. Năm nay, lễ tiễn mùa đông hay tuần lễ Maslenitsa bắt đầu từ thứ Hai ngày 11 tháng 3 và kéo dài đến hết Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Rất nhiều địa điểm ở khắp nước Nga tổ chức lễ hội này thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngày Chủ nhật, Maslenitsa còn có tên gọi là Ngày Chủ nhật Tha Thứ. Vào ngày này, người dân Nga có tục lệ bỏ qua những nỗi buồn và oán giận. Mọi người cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm. Sau đó họ cần giám sát lời nói và hành động của mình để không xúc phạm người vừa tha thứ cho mình lần nữa. Đây là một tục lệ dân gian nên kẻ không phải là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Mọi người đều có thể nói lời tạm biệt mùa đông một cách tượng trưng để tất cả những gì không hay trong năm cũ đi qua. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.